Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về lợi ích của loại một cái thành phần mà có trong kem dưỡng hay là mỹ phẩm thiên nhiên ngày hôm nay ấy, thì đó là axit, thành phần axit AHA hay còn gọi là alpha hydroxy acid. Đó là một nhóm các axit chiết xuất từ hoa quả này. Alpha hydroxy acid thì bao gồm cái axit citric được tìm thấy trong chiết xuất từ trái cây này, axit glycolic được tìm thấy trong cây mía này, axit lactic được tìm thấy trong sữa chua này, axit malic được tìm thấy trong quả táo này, axit tartaric được tìm thấy trong quả nho và những cái loại khác nữa. Thì các cái loại axit này nó được sử dụng để làm những cái thành phần rất là tốt trong các kem dưỡng ngày hôm nay, đặc biệt là trong kem dưỡng làm trắng da và trong kem dưỡng trị khô da này. Và cái tác dụng của nó là nó loại bỏ tế bào chết rất là tốt này, điều trị mụn trứng cá, cải thiện sự xuất hiện của những cái vệt thâm này, và làm trẻ hóa làn da, làm mịn vết nhăn và săn chắc da. Và đặc biệt nữa là alpha hydroxy acid này cũng có tác dụng là sử dụng tại chỗ để điều trị da khô này, các bệnh di truyền về da khô này, vẩy nến này và các cái yếu tố như là ánh nắng mặt trời làm gây ra cái việc là sạm da này, hoặc là tàn nhang và đồi mồi này. Đặc biệt là những cái vệt này xuất hiện ở phụ nữ mang thai ấy, là hoặc là sau khi sinh thường xuất hiện những cái vệt nám hoặc là tối da đấy, thì là cái alpha hydroxy acid này có tác dụng rất là tốt cải thiện cái tình trạng đó. Nhưng mà không phải tất cả các loại alpha hydroxy acid đều có tác dụng như nhau, mà nó còn tùy thuộc vào nồng độ được sử dụng nữa. Thì trong cái trang mà mỹ phẩm nga.vn tôi có chia sẻ một cái bài nói về nồng độ sử dụng của acid alpha hydroxy acid. Nó dao động trong khoảng từ 7 đến 10%, nó có tác dụng rất là tốt trong cái vấn đề mà làm trẻ hóa làn da hay là trắng da này. Thì dựa trên những cái lợi ích như thế, dòng mỹ phẩm Nga từ trước đến nay các bạn cũng biết là mỹ phẩm Nga đó là loại mỹ phẩm thiên nhiên, bởi vì nó chiết xuất từ tất cả các loại cây cỏ rồi là thảo dược ở cái vùng mà Siberia ấy, cái vùng thiên nhiên là rất là hoang ăn dã và rất là phong phú của Nga ấy. Thì ở đó có những cái loại cây cỏ dại mà nó có tác dụng rất là tốt như là cây việt quất này đó. Nó rất là giàu cái khả năng chống oxy hóa cũng như là axit AHA này. Thì cái dòng mỹ phẩm Nga ấy, họ đã đưa vào một cái loại kem dưỡng trắng da. Nó là một bộ sản phẩm bao gồm mặt nạ dưỡng trắng da này, Belita này, và kem nước hoa hồng này, dưỡng trắng da Belita này, nước hoa hồng dưỡng trắng da Belita này, cũng chiết xuất từ tinh dầu thiên nhiên này, Nam Việt quất này và axit AHA này. Và ngoài ra thì có kem dưỡng trắng da ban ngày và kem dưỡng trắng da ban đêm. Tất cả là một bộ tổng hợp này. Nó đều là được chiết xuất từ có thành phần axit AHA này. Ví dụ như là cái mặt nạ làm trắng da và trị nám Belita thì nó chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ tinh dầu Nam Việt quất, mà các bạn Nam Việt quất và vào cái quả hoa tầm xuân hay là chanh dây đều là những cái các loại mà chứa rất là nhiều axit AHA này và BHA này. Nó có tác dụng rất là tốt trong cái việc mà làm sạch da này, trắng da này, trị vết nám, tàn nhang và chống nhăn da và lão hóa da này. Cái kem dưỡng da ban ngày thì cũng có tác dụng như thế, nó cũng chiết xuất từ tinh dầu Nam Việt quất, axit AHA hoa quả này, với cái công nghệ độc đáo từ dima white làm trắng da hoàn toàn từ thảo dược và có tác dụng ngăn ngừa sản sinh melanin, tạo ra các vết nám da. Ngoài ra thì nó còn có cái thành phần là thanh lọc tia UV nữa, để ngăn ngừa cái tác động của ánh nắng mặt trời này cho da của bạn này. Và cái kem dưỡng da ban đêm, kem dưỡng da ban đêm thì cũng là có chứa tinh dầu Nam Việt quất và axit AHA này đó. Đều là những cái thành phần rất là tốt, và mình nghĩ rằng đấy, nếu như một ai đó mà đã hiểu về cái tác dụng của axit AHA thì các bạn nên chọn cái dòng bộ sản phẩm này để mà dưỡng da bạn và để chống lại cái tác hại của môi trường. Xin cảm ơn.